Kính thưa Cộng đoàn, bình an của Chúa ở cùng anh chị em, đó là lời chào đầu lễ được phát họa lại chính lời của Chúa Giêsu phục sinh lần đầu tiên khi từ cõi chết sống lại, gặp gỡ các môn đệ Chúa đã ban cho họ và Chúa cầu chúc cho họ ơn bình an. Được đón nhận ơn bình an của Đức Giêsu phục phục sinh, hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết. Chúng ta cầu chúc cho nhau niềm vui và ơn lành của Chúa Giêsu. Chúng ta xin cho bình an ấy được lan tỏa trong cuộc đời và trong mỗi người chúng ta. Để nói lên niềm vui của sự bình an mà Đức Giêsu phục sinh đem lại, chúng ta hãy chào mừng nhau và cầu chúc nhau bằng một tràng pháo tay giòn giã. Lễ phục sinh là lễ trọng nhất trong năm của giáo hội Công giáo là nền tảng đức tin cho chúng ta và là niềm hy vọng vào tương lai bởi lẽ chúng ta đi theo Chúa Giêsu không phải chấm dứt ở nấm mồ nhưng còn tiếp tục theo ngài để được phục sinh với ngài. Trong thánh lễ này vào cuối thánh lễ với ơn rộng của Đức Thánh Cha ban cho các giám mục, tôi sẽ ban phép lành của Đức Thánh Cha, nhân danh Đức Thánh Cha cùng với ơn toàn xá, tức là được ơn Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình, chúng ta dọn tâm hồn để đón nhận ơn Chúa, nhận niềm vui phục sinh để mỗi người chúng ta có thể trở nên chứng nhân của Đức Kitô phục sinh trong lòng cuộc đời chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Thưa anh chị em, vào lúc giáo hội công giáo hoàn vũ khai mạc tuần thánh để kỷ niệm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thì châu Âu nói riêng và thế giới nói chung bị rung chuyển bởi cuộc khủng bố đẫm máu tại thủ đô Bruxelles của nước Bỉ. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, Hai cuộc đánh bom tự sát đã xảy ra cách nhau chừng một tiếng đồng hồ. Cuộc đánh bom thứ nhất ở sân bay lớn nhất của thủ đô nước Bỉ và cuộc đánh bom thứ hai sau đó một tiếng đồng hồ đã xảy ra tại một trạm tàu điện ngầm cách đó không xa. Cuộc khủng bố đã gây nên cái chết của 34 người và hàng trăm người bị thương cho đến hôm nay. Sân bay của Bỉ vẫn còn đóng cửa chưa hoạt động được. Cuộc khủng bố này đi trước một cuộc khủng bố khác cũng đẫm máu xảy ra cách đó hơn 3 tháng tại thủ đô Paris. Đó là ngày 11 tháng 12 năm 2015. Ba vụ đánh bom tự sát xảy đến cùng một lúc. Một vụ tại sân vận động của nước Pháp của Paris. Trong khi có một trận đấu bóng Vụ thứ hai tại một nhà hát Và vụ thứ ba tại một siêu thị của người do thai Thế giới đang càng ngày càng trở nên bất ổn Con người bị lo sợ ám ảnh bởi nỗi xạo khủng bố Và không phải ở các nước châu Âu Nhưng mà cả thế giới đều đang tràn ngập một nỗi lo âu Chiều thứ sáu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Phan Cô đã chủ sự lễ nghi suy gẫm chặng đường thánh giá truyền thống tại à, Colosseum, tức là nơi có rất nhiều tín hữu đã chết vì đạo ở thế kỷ thứ nhất. Trong lời cầu nguyện kết thúc chặng đường thánh giá, Đức Thánh Cha đã nhắc tới những người Kitô hữu vô tội ở các nước Ả Rập Trung Đông đang hàng ngày bị giết hại, bị cắt cổ, bị trôn sống chỉ vì họ là người. Khi tô hữu đức thánh cha cũng nhắc tới làn sóng những người di dân ở các nước Ả Rập đang tràn lan tới Châu Âu và trà trộn vào làn sóng những người di dân đó là những quân khủng bố của nhà nước hồi giáo tự xưng. đức thánh cha cũng nhắc tới biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của nô lệ tình dục và nạn nhân của những cuộc đường dây buôn bán người bất hợp pháp trên toàn thế giới không phải chỉ là ở châu âu châu mỹ hay là miền trung đông ở việt nam chúng ta cũng thế càng ngày chúng ta càng thấy bạo động càng ngày chúng ta cùng thấy những tội ác nhất là bạo lực gia đình rồi nạn cướp giật người ta dễ dàng giết chóc lẫn nhau và người ta dễ dàng xâm phạm đến tài sản danh dự của nhau trong bối cảnh này ngày lễ phục sinh mang lại cho chúng ta sứ điệp của niềm hy vọng. Đức Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại. Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần. Người Do Thái hàng ngàn cánh tay giơ lên để kết án tử cho Chúa. phi la đã chấp nhận án tử ấy và đã truyền cho lính đem đi để đóng đinh vào thập giá. Đức Giêsu đã là nạn nhân của bạo lực. Đức Giêsu là nạn nhân của sự xét xử bất công, và Chúa đã chiến thắng bạo lực Chúa đã chiến thắng sự chết Và Chúa đã chiến thắng sự ghen ghét của con người Nếu hàng ngàn cánh tay rơi lên để kết án cho Chúa Và họ tố cáo Chúa vu khống Chúa đủ điều Thì Chúa đã dùng sự im lặng, tình yêu thương Và đối lại với bạo lực Đối lại với ghen ghét Và đối lại với những lời vu khống Chính vì thế mà ngày lễ phục sinh mang lại cho chúng ta một sứ điệp của hy vọng giữa một thế giới tối tăm hỗn loạn và đầy những bạo lực tràn lan. Thì Chúa Giêsu bước ra khỏi mồ để muốn khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta tin cậy vào Chúa, nếu chúng ta noi gương Chúa Giêsu lấy tình yêu để mà đáp lại bạo lực chúng ta không lấy sự thù ghét để mà đáp lại thù ghét bởi vì như thế thì thù ghét sẽ trồng chất và sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn chúa giêsu cũng khẳng định với chúng ta nếu chúng ta thực hành chân lý và giáo huấn của người đã rao giảng đó là đức yêu thương nhau thì thế giới này tội ác sẽ bị đẩy lùi sự ghen ghét sẽ bị xóa tan và tình yêu thương mến tình bác ái mà Chúa dạy sẽ lên ngôi và sẽ làm chủ trái đất này cũng như làm nền tảng cho tất cả mọi xã hội. Khá đông những người châu Âu đã nhận ra điều ấy cho nên trong những ngày vừa qua tại Bỉ có rất nhiều người đã đi tuần hành để phản đối khủng bố và nói lên một sức mạnh là sự đoàn kết của toàn dân không lùi bước trước những người khủng bố không lo sợ trước những người khủng bố và họ cùng thống nhất đoàn kết với nhau để mà nâng đỡ những nạn nhân cầu nguyện cho những nạn nhân cũng như khẳng định rằng đất nước này vẫn tiếp tục tiến triển và vươn lên mặc dù có những kẻ xấu muốn ngăn chặn và muốn tàn phá làm như thế là chúng ta khẳng định với thế giới, chân lý của Chúa, sự hài hòa, bình an và thiện chí xây dựng hòa bình sẽ chiến thắng tất cả, như Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, như Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ghen ghét và ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy cùng với Chúa đón nhận thập giá để là niềm hy vọng và là cờ hiệu chiến thắng của mỗi người tín hữu chúng ta kính thưa quý ông bà và anh chị em trong những ngày của mùa chay chúng ta đã sống tinh thần mùa chay qua lời cầu nguyện qua đời sống khổ chế qua những nghĩa cử bác ái vậy tất cả những thực hành đạo đức của mùa chay nhằm tới mục đích gì thưa nhằm tới mục đích thanh luyện con người chúng ta làm cho chúng ta đến gần với chúa hơn và làm cho chúng ta đến gần với anh chị em mình hơn cầu nguyện để kết hợp với chúa chay tịnh để làm chủ bản thân mình, nghĩa cử bác ái để nối kết tình huynh đệ với anh chị em, để chúng ta cảm thông chia sẻ với những người bé mọn, những người bất hạnh trong cuộc sống. Tất cả những thực hành đạo đức ấy cũng giúp cho chúng ta được chết đi với Chúa Giêsu, được an táng trong nấm mồ với người để chúng ta phục sinh trở thành con người mới vì thế mà hôm nay là lễ phục sinh chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã sống lại như một sứ điệp của niềm hy vọng đồng thời như một lời cam đoan nói với chúng ta rằng nếu chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta sẽ được sống với Người hai môn đệ là Phêrô và Gioan đã vội vã chạy ra mồ vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi nghe bà Maria Madalena nói rằng tôi đã ra mồ và tôi thấy ngôi mồ trống, có thể là người ta đã lấy xác của Chúa rồi. Hai môn đề đã chạy vội vã ra ngoài mồ và các ông đã cảm nhận những điều lạ lùng. Điều mà các ông nhìn thấy là một ngôi mồ trống trơn, chỉ còn những dây băng nhỏ để ấy để đó. Gioan là một người, một người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến đã nhận ra cái sứ điệp của ngôi mộ trống ấy bởi vì nếu Chúa Giêsu thân xác của người còn lại trong ngôi mộ thì chẳng còn gì phải bàn, bởi vì Chúa Giêsu cũng sẽ giống như biết bao nhiêu con người khác đã chết và được an táng trong mộ và thân xác ấy chịu thối rữa trong ngôi mộ tối. Nhưng ngôi mộ ấy lại là ngôi mộ trống và ngôi mộ trống mới là khởi điểm cho biết bao nhiêu vấn đề. Ngôi mộ trống làm cho các tông đồ nhớ lại giáo huấn của Chúa Giêsu người đã loan báo về sự chết và sự phục sinh của người. Ngôi mồ trống khẳng định với chúng ta Thiên Chúa quyền năng không chịu sự chi phối của quy luật thiên nhiên, đó là ngôi mồ tội. Ngôi mồ trống nói với chúng ta rằng nếu chúng ta sống như Chúa Giêsu, chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta trung thành theo Chúa thì chúng ta cũng sẽ được ra khỏi mồ cùng với Chúa Giêsu, khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay liệt khỏi đời này như chúng ta tuyên xưng trong kinh tinh kính tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và tôi tin có sự sống đời đời chính vì thế ánh sáng phục sinh của đức giêsu là ánh sáng của niềm hy vọng cho chúng ta sống trong cuộc đời đầy nhiễu nhương đầy bạo lực đầy tội ác này chúng ta hãy cùng vươn lên bởi vì có chúa là đấng đang chờ đợi chúng ta đang đồng hành với chúng ta và đang hướng dẫn chúng ta ánh sáng của ngày phục sinh cũng là một lời cam đoan chắc chắn với chúng ta rằng con người không dừng lại cuộc đời của mình ở nấm mộ nhưng mà còn tiếp tục đi tới cõi hàng sống bởi vì họ được dựng nên ở đời này giống hình ảnh thiên chúa họ được dựng nên để sống cho chúa chứ họ không được dựng nên để chết muôn đời họ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà Thiên Chúa là đấng quyền năng vĩnh cửu. Cho nên như lời Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đấy với con để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con từ khi trước khi Cha tạo dựng vũ trụ. Kính thưa cộng đoàn, ngày lễ phục sinh là ngày lễ của niềm hy vọng. Chúa Giêsu ra khỏi mồ tối đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Mỗi tín hữu chúng ta ngày hôm nay được sống lại với Chúa một cách thiêng liêng như chúng ta cầu nguyện trong Kinh Mân Côi. Suy ngắm về Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Mặc dù là chúng ta sống ở đời này, mặc dù là chúng ta chưa phải cảm nếm sự chết, nhưng mà chúng ta đã sống lại, sống lại về phần linh hồn. Như thế chúng ta trở nên con người mới. Và thưa quý, quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu xin chúa để mỗi người chúng ta sau khi mừng lễ phục sinh chúng ta trở thành chứng nhân của niềm hy vọng chúng ta thành thừa sai loan báo lòng thương xót chúa chúng ta là những người đem niềm hy vọng vào cuộc đời này vào nơi đô thị vào gia đình vào công sở vào xí nghiệp vào cánh đồng vào nơi chợ búa vào nơi thương mại buôn bán vào tất cả mọi lĩnh vực của xã hội nếu chúng ta ý thức mình là Kitô hữu đã sống lại với Chúa về phần linh hồn chúng ta hãy là những sứ giả và chứng nhân của niềm hy vọng thế giới hôm nay rất đang cần đến chúng ta để bớt đi nỗi ảm đạm u sầu mà con người đang lo sợ trước khủ, nạn khủng bố nạn di dân trước bạo lực và trước biết bao nhiêu vấn đề đang làm cho con người băn khoăn lo lắng chính chúng ta được trang bị bởi lời Chúa Giêsu đừng sợ hãy đến với thế giới này để loan báo rằng Đức Giêsu đã phục sinh Amen kính thưa cộng đoàn ngày 23 tháng 3 tức là cách đây một tuần nước Pháp bàng hoàng trước một vụ khủng bố và bắt cóc con tin ở thành phố Carcassonne Các của Pháp một thành viên của nhóm hồi giáo cực đoan mà chúng ta vẫn gọi là is đã đột nhập vào một siêu thị sau khi bắn chết hai người thì anh ta đã bắt giữ một chị phụ nữ làm con tin sau khi cảnh sát được báo tin một tên khủng bố đang ở trong siêu thị và đang bắt cóc một con tin thì một đội đặc nhiệm của pháp đã được cử đến một anh cảnh sát đại tá đã tiến vào siêu thị trong khi tên khủng bố bắt giữ một chị phụ nữ thâu ngân làm con tin thì anh này đã vào để thương thuyết với tên khủng bố và đã sẵn sàng bỏ vũ khí để chấp nhận thay thế làm con tin để người phụ nữ được tự do Người đại tá này tên là Ác Nô. Và sau khi người phụ nữ được thả tự do, Thì tên khủng bố đã bắn một loạt đạn vào anh, Làm anh bị thương nặng. Một chiếc trực thăng đã đưa anh đến cấp cứu, Tại một bệnh viện. Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, Anh đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Ác Nô là một đại úy, là một đại tá người công giáo. Anh chuẩn bị kết hôn vào tháng 9 này. Chính vì thế khi biết mình không thể qua được, anh đã mời một linh mục đến để làm lễ, làm bí tích hôn phối cho anh ngay tại giường bệnh. Anh đã chết sau khi nhận mình làm con tin tình nguyện, làm con tin để thay thế cho người khác. Tại lễ tang, lễ tang của anh đã được tổ chức ở cấp quốc gia. Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron đã hiện diện và đã tôn vinh anh như một vị anh hùng và đã gắn trên quan tài của anh bắt đầu bội tinh là phần thưởng cao quý nhất của nước Pháp. Đức giám mục An Toan là giám mục của địa phận quân đội đã chủ sự thánh lễ an táng theo nghi thức công giáo và đã ca ngợi anh là một chứng từ của tin mừng. Người vợ vừa kết hôn đã trở thành quá bộ của anh, đã ca tụng hành vi của anh đáng tự hào và là một nghĩa cử mang đầy tính kỳ tô giáo. Đó là chuyện ở bên Tây. Và thưa quý ông bà và, và anh chị em, cũng có một câu chuyện khác ở bên nước Việt Nam chúng ta, cũng đúng vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Đó là một vụ cháy khủng khiếp ở chung cư Carina ở quận 8 thành phố Sài Gòn. Như chúng ta đã biết, làm 13 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục chiếc xe hơi bị thiêu rụi, hàng mấy trăm chiếc xe máy bị đốt cháy. Lửa đã bùng lên trong đêm tối, mọi người hoảng loạn, gào thét kinh hoàng và có một người bảo vệ tên là Trần Văn An, 47 tuổi. Anh có thể chạy thoát khỏi đám lửa đang bùng lên nhưng anh đã lao vào lửa để cứu 40 người ra khỏi đám cháy. Và sau khi cứu 40 người ra khỏi đám cháy, anh đã tử nạn. Anh cũng được mọi người khen ngợi như một người anh hùng, như một mẫu gương can đảm và như một người đã biết hy sinh và làm tròn nhiệm vụ của mình. Kính thưa Cộng đoàn, hai cái chết, một cái chết ở bên Tây, một cái chết ở bên ta. Một người là tín hữu công giáo, một người tôi không biết theo tôn giáo nào nhưng không phải là người công giáo. Hai cái chết ở hai phương trời khác nhau nhưng có cùng chung một mục đích và cùng chung một vẻ đẹp đó là chết vì người khác. Người lính ở bên Pháp đã chết vì người khác đã chấp nhận thay thế con tin mặc dù anh biết rằng rất nguy hiểm. Nhưng mà anh đã chấp nhận điều ấy và cái chết của anh đã là một niềm tự hào cho người dân Pháp. Anh bảo vệ ở chung cư Sài Gòn cũng có thể chạy thoát khỏi đám lửa. Anh biết rằng lao vào đám cháy vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng, anh vẫn làm điều ấy và anh đã cứu được 40 người thoát ra khỏi đám cháy. Đó là những cái chết cao đẹp, đó là những cái chết để lại danh thơm cho mọi thế hệ. Đó là những gương anh hùng cho chúng ta noi theo. Và thưa cộng đoàn ngày hôm nay, chúng ta tôn vinh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì người khác, Đấng đã chết vì yêu thương, Đấng đã chết vì nhân loại nghi lễ của tuần thánh rất cảm động và nhiều ý nghĩa phong phú sâu sắc chúng ta có thể tham dự một phần lễ, lễ nghi hoặc là có thể chúng ta không có điều kiện không có thời gian để suy tư từng phần của lễ nghi tam nhật vượt qua nhưng lễ nghi ấy lúc nào bao giờ cũng mang những ý nghĩa giáo huấn chúng ta nếu chúng ta tham dự nghi thức ngắm đường thánh giá chiều hôm qua chúng ta sẽ thấy vô cùng cảm động một dòng người đi lặng lẽ bước theo cây thập giá để suy tư về ý nghĩa của cây thập giá và suy tư về ý nghĩa của cuộc đời tôi thích những ngày tam nhật vượt qua được cử hành không ồn ào và ít kèn trống thôi để cho chúng ta suy niệm vào chiều sâu của những ý nghĩa mà chúa và giáo hội muốn gửi đến với chúng ta những ngày vượt qua chúng ta đã cử hành tại giáo sứ nhà thờ chính tòa rất ý nghĩa và tôi thấy cha sứ tổ chức thánh lễ cũng không ồn ào không kèn trống nhưng mà giúp cho chúng ta lắng động tâm hồn tôi trở lại với dòng người lặng lẽ suy tư đi theo cây thập giá cây thập giá là cái gì thực ra đó chỉ là hai cây gỗ một cây gỗ ngang một cây gỗ dọc đi theo cây thập giá xem ra chẳng có ý nghĩa gì bởi vì đó chỉ là cây gỗ vô hồn chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ nơi nào nếu lấy hai thanh gỗ mà bắt chéo vào nhau thì thành cây thập giá nhưng khi chúng ta thinh lặng khi chúng ta lặng lẽ suy niệm để đi theo cây thập giá bởi vì chúng ta tin vào đấng đã chịu treo trên cây ấy đấng chịu treo trên cây ấy mới là quan trọng đó là đức giê xu không có đức giê xu cây gỗ là vô dụng vô nghĩa có đức giê xu thì cây gỗ ấy mới trở nên ý nghĩa vì thế mà trên cây gỗ ấy chúng ta tôn thờ đức giê xu bởi vì đấng đã chịu chết vì người khác không phải chỉ là một người bị bắt làm con tin, không phải chỉ là bốn mươi nạn nhân vừa thoát khỏi đám cháy, nhưng Chúa Giêsu đã chết cho cả nhân loại. Chúa Giêsu đã chết cho loài người và Chúa đã đón nhận sự chết để cho thế gian được sống và được sống dồi dào. Đó là ý nghĩa của cây thập giá. Và nếu Chúa Giêsu chịu chết trong mồ, ngài an táng và thân xác ngài cứ làm yên ở đó thì những giáo huấn của Ngài cũng không có ý nghĩa gì đối với chúng ta và đối với mọi thế hệ. Nhưng một điều lạ lùng như chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Gioan, thân xác Chúa Giêsu không còn trong đấm mồ bởi vì chúa đã sống lại do quyền năng của thiên chúa chúa đã sống lại bởi vì ngài là thiên chúa đối với con người của mọi thế hệ người ta nghĩ rằng một người đã chết mà lại sống lại là điều không tưởng đối với chúng ta hôm nay cũng thế chưa bao giờ chúng ta đã nghe một người đã chết mà đã chôn trong mồ mà lại còn sống lại họa chăng có những người có thể chết lâm sàng về những vấn đề sức khỏe rồi sau mấy chục phút có thể lại được hồi sinh Đức Giêsu đã chết trên thập giá, người đã được an táng trong mồ và người đã phục sinh đã ra khỏi mồ. Ngôi mồ trống là chứng từ cho chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà trong các lễ nghi của Tam Nhật vượt qua cũng như ngày lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng cứu nhân độ thế, là đấng đã chết để cho chính bản thân chúng ta được sống. Đây là một hiệu huyền nhiệm mà con người ta không thể suy cho thấu được. Bởi vẽ, bởi vì đó là một mầu nhiệm về sự sống, về sự chết và về ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày đại lễ phục sinh này chúng ta giống như các môn đệ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đến để nhìn ngôi mộ trống ấy người không còn ở đây nữa người không còn trong ngôi mộ nữa nhưng người đã sống lại vinh quang để bảo đảm với chúng ta rằng nếu chúng ta tin vào chúa phó thác vận mệnh của chúng ta nơi người thì chúng ta cũng được sống vinh quang như người chúa đã sống lại chúa không còn ở trong nấm mồ đức tin của chúng ta đôi khi lại đi ngược lại với điều ấy nếu chúa đã sống lại và thoát ra khỏi nấm mồ thì đôi khi trong não trạng suy nghĩ của nhiều người tín hữu hay là trong cách thực hành đức tin của một số những người đã tin chúa lại dường như muốn giam chúa ở trong nấm mồ ấy mãi mãi muốn nhốt Chúa ở trong nấm mồ ấy mãi mãi bởi vì trong tâm trí não trạng suy nghĩ của họ, trong cách thức được hành đức tin của họ, Đức Giêsu không phải là người đã sống lại bởi vì chính bản thân họ cũng không chấp nhận sự sống lại cho nên dường như họ muốn nhốt Chúa Giêsu trong ngôi mộ tâm tối mãi mãi mà không hướng về một tương lai không xác tín nơi đấng đã ra khỏi mồ chiến thắng vinh quang. Lễ phục sinh nhắc cho chúng ta Chúa đã sống lại rồi và chúng ta hướng về đấng sống lại, đồng thời cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng phải được sống lại với Chúa. Lời cầu nguyện nhập lễ hôm nay đã có một ý tưởng tuyệt vời rất sâu sắc mà không mấy khi chúng ta lắng nghe. Lạy Chúa, chúng con là những người đang hân hoan mừng đại lễ phục sinh, mừng con Chúa sống lại ra khỏi mồ xin cho cuộc đời chúng con được sống tràn đầy trong ánh sáng của đấng phục sinh cuộc sống của chúng ta mà sống tràn đầy được thấm nhuần ánh sáng của đấng phục sinh thưa quý ông bà và anh chị em chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc vui mừng và chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua những gian khó của cuộc đời những bão rông và những gian nan thử thách chính vì thế trong ngày lễ phục sinh hôm nay chúng ta mừng chúa sống lại chúng ta suy tư về ý nghĩa của phận đời và chúng ta mỗi người xin cho chúng ta được ơn sống lại với chúa sống lại với chúa có rất nhiều hình thức khác nhau không phải chỉ là những khuôn mẫu cố định sống lại với chúa là biết sống vì tha nhân biết sống vì anh em biết sống vì người khác biết sống một cuộc sống mới thánh thiện đoạn tuyệt với những tối tăm tội lỗi và sang một trang mới của cuộc đời. Tôi xin được trở lại với câu chuyện mà tôi đã kể đó là một câu chuyện thật bởi vì mới xảy ra cách đây đúng một tuần và điều kỳ lạ là hai biến cố ấy đều xảy ra vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Một người lính đã chấp nhận tình nguyện làm con tin để chết thay cho người khác một người đã can đảm lao mình vào đám cháy để cứu được 40 người đang hoảng loạn và đang gào thét bởi vì tuyệt vọng. Tất cả những người, hai người ấy là những tấm gương sáng phần nào đó phản ánh cho chúng ta cái chết của đấng chịu treo trên thập giá. Tuy vậy so sánh nào cũng khập khiễng bởi lẽ hai người anh hùng mà chúng ta vừa nhắc tới có cứu thì cũng chỉ cứu được phần xác được mạng sống đời này đức giê đã chấp nhận sự chết để đem lại sự sống thiêng liêng cho con người đó là sự sống vĩnh cửu đó là sự sống mà chính ngài đã hứa ta là sự thật ta là đường là sự thật và là sự sống ta là sự sống và là sự sống lại ai tin ta sẽ không chết đời đời mừng đấng phục sinh chúng ta hân hoan vui mừng bởi vì đấng mà chúng ta tin theo là thiên chúa quyền năng đã chiến thắng tử thần chiến thắng thử, à, chiến thắng tối tâm và chiến thắng hận thù đấng mà chúng ta tin theo là thiên chúa đang hướng dẫn chúng ta đến với nguồn sự sống đích thực và chính ngài ban cho chúng ta sự sống ấy mừng lễ phục sinh chúng ta cũng nghe lời mời gọi của giáo hội Hãy sống lại thật về phần linh hồn. Đó là một cuộc sống sang trang mới, đẹp đẽ hơn, nhân ái hơn, hài hòa hơn bởi vì cuộc sống ấy được thấm đượm ánh sáng đấng phục sinh. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Một chủ đề được nhấn mạnh trong các bài đọc lời Chúa của thánh lễ hôm nay đó là ánh sáng nếu chúng ta lắng nghe bài đọc thứ nhất thì ngôn sứ Isaiah diễn tả Jerusalem tưng bừng được ánh sáng của thiên chúa chiếu soi và đề tài ánh sáng được nhấn mạnh giúp cho chúng ta suy tư về ý nghĩa của ánh sáng trong thánh lễ này cũng như trong mùa giáng sinh và trong đời sống của người kitô hữu Trước hết ánh sáng của thành Jerusalem được chiếu tỏa ra các miền xung quanh. Jerusalem là thành thánh đối với người Do Thái, là thủ đô trung tâm tôn giáo chính trị, là nơi có đền thờ, tức là nơi Thiên Chúa hiện diện. Jerusalem được tỏa sáng tưng bừng và muôn dân nước đều tuốn về đó. Nhưng nếu Jerusalem có ánh sáng tưng bừng như thế là nhờ đâu thưa là nhờ ánh sáng của thiên chúa ánh sáng của thiên chúa ánh bình minh của người đã chiếu rạng và làm cho jerusalem tỏa sáng cho toàn thế giới vì thế ánh sáng của thành phố của đền thờ nhờ ánh sáng của chính thiên chúa đã chiếu tỏa từ ánh sáng ấy chúng ta được mời gọi suy tư đến Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Bài đọc tin mừng của thánh lễ ban ngày lễ Giáng sinh, chúng ta được nghe lời Chúa trong tin mừng thánh Gioan. Chúa Giêsu đã đến, người là ánh sáng thế gian bừng lên trong đêm tối. Thánh Gioan tẩy giả là chứng nhân đầu tiên đã đến để chứng minh về ánh sáng. Và hai năm nay, ánh sáng từ trời đã đến làm người đã đến làm con người sống thân phận con người với chúng ta. Chúa Giêsu tuyên bố người là ánh sáng thế gian. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi không còn đi trong tối tăm. Giáo huấn của Chúa là ánh sáng chiếu sọ vào cuộc đời này để giúp cho con người biết đường tiến về chân lý. Giáo huấn của Chúa mời gọi con người can đảm bước ra khỏi tối tăm của tội lỗi của hận thù và của sự chết để vươn tới ánh sáng của sự thánh thiện, trở nên con người mới, con người được ánh sáng của Thiên Chúa toàn năng chiếu soi. Và như thế, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian đến chiếu soi cho con người. Người đã về trời và ngày hôm nay chính giáo hội là hiện thân của Chúa Giêsu ở trần gian. Nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện một cách hữu hình, thì chúng ta có thể thấy Ngài qua giáo hội cho nên công đồng Vatican thứ hai đã định nghĩa giáo hội chính là ánh sáng muôn dân. Cũng như Đức Giêsu là ánh sáng muôn dân, giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Chúa Giêsu, giáo hội là bí tích của ơn cứu độ phổ quát, cho nên giáo hội phải tỏa sáng ra trong cuộc sống trần gian này để mọi người qua giáo hội thì sẽ thấy gương mặt của Chúa, thấy sự tốt lành của Chúa. Tuy vậy chúng ta đặt một câu hỏi giáo hội là ai bởi vì nói như thế thì có thể nhiều người nghĩ có nguy cơ nghĩ rằng giáo hội là một khái niệm, giáo hội là một tập thể mà không xác định. Thưa giáo hội là mỗi người tín hữu công giáo chúng ta vì thế mà khi nói giáo hội là ánh sáng muôn dân là những người tín hữu công giáo phải cố gắng sống để trở nên ánh sáng của tin mừng từ ánh sáng của jerusalem chúng ta suy nghĩ đến ánh sáng của giáo hội và từ ánh sáng của giáo hội chúng ta được liên tưởng đến ánh sáng của mỗi người tín hữu công giáo vì thế mà ánh sáng được nói tới ở đây là ánh sáng của các nhân đức ánh sáng của đức tin đức cậy đức mến ánh sáng của lòng bao dung nhân hậu, ánh sáng của những việc tốt lành mà chúng ta làm trong cuộc sống. Bởi vì chính qua những việc đó, thì ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tin mừng sẽ được bừng lên và người ta nhận ra nơi gương mặt của người tín hữu công giáo, hình ảnh của Chúa Giêsu đấng đang sống động và đang hiện diện giữa con người. Thánh lễ hôm nay được gọi là lễ hiển linh, ngày xưa chúng ta vẫn thường quen gọi là lễ ba vua. Khi chúng ta nói lễ ba vua là chúng ta nói về hiện tượng, khi chúng ta nói hiển linh là chúng ta nói về ý nghĩa. Lễ ba vua là hiện tượng lịch sử có ba vị vua hoặc là ba nhà đạo sĩ từ phương đông đến để thờ lạy Chúa Giêsu. Nhưng mà ý nghĩa của cái biến cố ấy là gì? Là Thiên Chúa hiển linh. Hiển linh là gì? Hiển linh là tỏa sáng, hiển linh là thể hiện nói về các vị thần khi các vị thần tỏ mình ra thì chúng ta nói là các vị thần hiển linh. Cho nên hiển linh vừa là tỏa sáng, vừa là tỏ mình ra cho mọi người thấy. Và Chúa Giêsu hiển linh có nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Ba nhà đạo sĩ đến từ phương Đông, họ không phải là người Do Thái, họ là những người mà người Do Thái gọi là dân ngoại. Chính vì thế mà qua việc các nhà đạo sĩ đến để thờ lạy Chúa, chúng ta nhận thấy ở đó một mặc khải của Thánh Kinh muốn khẳng định với chúng ta rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân, là đấng cứu độ muôn loài, muôn nước, muôn dân tộc, là đấng đến để dẫn đưa con người về với Thiên Chúa và là đấng đến trần gian để đem cho con người ơn cứu rỗi, bình an và sự thánh thiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa giáng sinh đang dần dần khép lại Kể từ ngày mai, hang đá mắng cỏ bắt đầu được xếp gấp lại để dành đến sang năm lại tiếp tục trinh bày. Những ngôi sao, những ánh đèn cũng dần dần được dọn bớt đi để nhường chỗ cho một cái nhịp sống phụng vụ của đời thường. Nhưng mà những gì còn lại sau lễ Giáng sinh đó chính là ánh sáng nơi tâm hồn chúng ta. Nếu không thì ngày lễ Giáng sinh chỉ là một kỷ niệm vô hồn, một biến cố lịch sử không có ý nghĩa gì đối với chúng ta là tin hữu vì thế mà điều còn lại chính là ánh sáng mà chúa mong muốn ánh sáng ấy bừng lên trong tâm hồn của chúng ta được thể hiện qua lời nói việc làm và những suy nghĩ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta và mỗi người nếu khởi đi từ chính bản thân mình thay đổi bản thân thì sẽ góp phần thay đổi xã hội Ngày lễ hiển linh nhắc chúng ta mỗi người đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của Đức Giêsu để chúng ta trở nên hiện thân của Chúa trong cuộc đời. Ngày lễ hiển linh nhắc nhở chúng ta mỗi người hãy lưu lại trong tâm hồn mình ánh sáng của sự thánh thiện, ánh sáng của bình an, ánh sáng của tình bác gái. Nhất là trong năm thánh của lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phan mời gọi chúng ta mỗi người tín hữu hãy làm tỏa rạng ánh sáng, nhân hậu, từ bi xuất phát từ Thiên Chúa và lưu lại nơi mỗi người chúng ta đó như chất muối, như chất men để ướp cho đời. Mỗi người là một ánh sáng trong cuộc đời này. Có những ánh sáng thì bừng lên, có những ánh sáng còn âm thầm, có những ánh sáng thì chiếu rọi trong một khoảng lớn xung quanh, có những ánh sáng chỉ rất khiêm tốn, nhưng mà dù lớn hay nhỏ, dù âm thầm hay công khai, Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đang cố gắng để làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp hơn, ý thức được điều ấy, ngày lễ Giáng sinh mới đem lại những điều tốt đẹp cho cá nhân chúng ta và chúng ta sẽ góp phần làm thay đổi và thăng tiến cuộc đời này. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo niên lịch phụng vụ Đáng lẽ chúng ta phải đọc bài Tin Mừng khác, nhưng mà vì thánh lễ hôm nay có 21 anh chị em dự tòng, chính vì thế mà luật phụng vụ cho phép chúng ta được đọc bài Phúc Âm kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh. Để muốn nói với chúng ta, hành trình đi đến với Đức Kitô là hành trình vươn tới ánh sáng và hành trình này cũng đầy gian nan khốn khó, gặp rất là nhiều vật cản trở, những người cản trở và những tình huống khó khăn. Vì thế cho nên cả ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe đều có một chủ đề chung là ánh sáng. Đây là một chủ đề rất phong phú. Chúng ta hãy trở về với bài tin mừng Thánh Gioan chương 9. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan trong tác phẩm của người kể lại bảy phép lạ. Thánh Gioan chỉ kể lại bảy phép lạ trong tác phẩm của người mà mỗi một phép lạ thì nhắm tới một đề tài quan trọng có liên quan tới Chúa Giêsu, tới thân thế sự nghiệp của người. Vì thế cho nên một trong bảy phép lạ được trình bày hôm nay là phép lạ Chúa Giêsu làm cho người mù từ khi mới sinh được sáng mắt và được nhìn thấy. Qua phép lạ này, Thánh Doan muốn nhấn mạnh tới chủ đề quan trọng Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Đương nhiên, diễn tả Đức Giêsu là ánh sáng không phải chỉ gói gọn bó hẹp trong trình thuật về Chúa Giêsu làm cho người mù từ khi mới sinh được sáng mắt. Nhưng, nhưng chúng ta thấy dàn trải trong suốt tác phẩm của Thánh Gioan vì thế mà đức giêsu tuyên tuyên bố tôi là ánh sáng thế gian ai theo tôi không còn đi trong tối tăm nếu chúng ta đọc lời ngỏ ban đầu của phúc âm thánh gioan chúng ta cũng thấy tác giả khẳng định đức giêsu là ánh sáng đã bừng lên trong tối tăm ánh sáng đã đến trần gian và bóng tối muốn đè bẹp ánh sáng nhưng mà không thể nào đè bẹp được ánh sáng những ai tiếp nhận ánh sáng họ sẽ được trở nên con thiên chúa và họ sẽ được hoàn thiện bởi vì họ là những người được cứu độ. Như thế đề tài Đức Giêsu là ánh sáng trần gian xin được nhắc lại dàn trải trong suốt tác phẩm của Tin mừng Thánh Gioan. Hôm nay Thánh Gioan muốn nói với chúng ta việc Đức Giêsu làm phép lạ cho người mù mới sinh. Đây là một tiến trình từng bước để khẳng định rằng mỗi chúng ta muốn đi theo Đức Giêsu là chúng ta phải cố gắng dần vượt qua những cản trở. Người mù ăn xin ở vệ đường bây giờ được Chúa chữa cho sáng mắt mà anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là những người hàng xóm. Người ta cứ tranh luận với nhau, đây có phải là cái người trước đây mù mà bây giờ sáng mắt không? Có những người này thì bảo đúng rồi, những người kia bảo không phải những người này thì bảo không phải đâu một người nào giống như hắn thôi chúng ta thấy trong cuộc đời này có những người mà sống trong lầm lạc có thể là do vô tình có thể là do cố ý nhưng có thể là do sai lầm à, bởi bối cảnh xã hội khi muốn trở về là một người bình thường cũng khó khó bởi vì là mặc cảm thành kiến của những người xung quanh chính vì thế mà cái khó khăn thứ nhất đến từ những người xung quanh những người hàng xóm là cái gì có những khó khăn đến từ ngay cha mẹ thân nhân gia đình bởi vì hôm nay là chúng ta đọc cái trình thuật đã thu gọn lại còn nếu ở trình thuật nguyên bản thì sẽ có cái cuộc đối đáp giữa cha mẹ của anh người mù với những người luật sĩ bởi vì họ gọi cha mẹ của người mù đến nói ông bà xác nhận xem đây có phải là con ông bà không nhưng mà ông bà ấy cũng sợ nói rằng nó lớn rồi các ông các bà hãy hỏi nó tức là ông bộ chính cha mẹ của mình mà cũng không nhận đây là người con của mình Người mù được chữa lành cũng gặp khó khăn đến từ những nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc là những người được coi là đạo đức và vị vọng trong do thái giáo thời bấy giờ. Chính vì thế mà chúng ta thấy cuộc đối đáp giữa người mù và những người biệt phái. Họ bắt anh thuật đi thuật lại cái tiến trình anh được chữa khỏi như thế nào. Và họ hỏi anh rằng theo anh nhận định cái người chữa mắt cho anh ấy là một người như thế nào. Người mù nó khẳng định rằng đó là một vị ngôn sứ. Nhưng những người biệt phái nói là đó là một kẻ tội lỗi. Cho nên là họ đã kết án không những là Chúa Giêsu mà họ kết án ngay cả cái người mù vừa được chữa lành và họ bảo rằng mày sinh ra trong tội mà mày lại dạy chúng ta ư. Như thế, hành trình vươn tới ánh sáng, hành trình gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, hành trình trở thành người tín hữu công giáo là một hành trình phải vượt qua nhiều khó khăn và có những cản trở, những thách thức, những hy sinh mà chúng ta phải đón nhận để chúng ta có thể trung thành với Đức Giêsu và xứng đáng là người môn đệ của người. Trong trình thuật chữa chữ lành người mù, chúng ta thấy khái niệm về mù, sáng, ánh sáng và tối tăm xem ra không giống như chúng ta hiểu. Bởi vì chính người mù ấy, anh vừa được chữa đôi mắt thể lý nhưng mà anh cũng được mở tâm hồn để nhận ra Đức Giêsu Anh coi là người mù ít học nhưng mà xem ra anh lại khôn ngoan, bởi vì anh khẳng định với những người biệt phái rằng Thiên Chúa chỉ nghe lời những người nào chân chính tốt lành thôi Chứ Thiên Chúa không nghe lời người tội lỗi Vậy mà cái người ấy đã chữa cho tôi được lành mắt như thế Chứng tỏ phải là người thánh thiện vì thế ơi anh người mù ấy đã nhận ra nơi Đức Giêsu là vị ngôn sứ và anh tuyên xưng đức tin của anh vào phần cuối cái trình thuật hôm nay như Chúa Giêsu đã gặp gỡ anh và nếu chúng ta để ý thưa cộng đoàn lời tuyên bố của đức giê xu nói với cái người mù đã được chữa lành rằng con người đã đến trần gian để những ai mù thì trở nên sáng và những ai tự cho mình là sáng thì lại trở thành những kẻ đùi mù bởi vì họ là những người cố chấp họ là những người thành kiến họ là những người nhận định người khác theo cái đam mê tham vọng ích kỷ và theo cái lối sống của mình Chúng ta có thể thấy cái ý tưởng ấy trong các bài đọc sách thánh mà chúng ta vừa nghe. Bài sách thánh thứ nhất trích sách Samuel kể lại việc Thiên Chúa chọn ông David làm vua. Sự kiện này xảy ra vào khoảng năm 930 trước công nguyên. Trong gia đình của ông Jesse có 8 người con, Samuel đến để sức giàu cho một trong những người con của ông Jesse mà ông đã thấy 7 người con rồi nhưng mà chưa thấy ai ưng ý bởi vì Thiên Chúa nói với Samuel rằng đừng nhìn bề ngoài. Con người thì nhìn bề ngoài mà Thiên Chúa thì nhìn thấy tâm hồn. Chính vì thế mà ông Samuel đã chờ đợi để người con út là David từ ngoài đồng chăn chiên trở về để sức giàu cho David làm vua. Và từ ngày ấy, ơn của Chúa ở với David lớn lên mỗi ngày. Và chúng ta biết trong lịch sử, David là vua của dân tộc Israel vào khoảng năm 930 trước công nguyên bài sách thánh thứ hai trích sách thư của thánh phaolô gửi cho cộng đoàn Epheso nói với chúng ta về sự tăm tối và ánh sáng sự đui mù và ánh sáng đức tin và những ai tin theo chúa giêsu sẽ trở nên con cái của sự sáng và như thế hành động của họ không còn phải là hành động tối tăm nữa thưa quý ông bà và anh chị em đó chính là lý tưởng đời sống kitô hữu của chúng ta đi theo đức giêsu là đi theo ánh sáng Đi theo Đức Giêsu là trở nên con cái của sự sáng. Đi theo Đức Giêsu là trở nên con người hoàn thiện trong lời nói, tư tưởng và việc làm. Hôm nay, Chủ nhật thứ bốn của mùa chay, chúng ta đã tiến được một chặng dài chuẩn bị bước vào các lễ nghi của tuần thánh. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy suy tư về ơn gọi đời sống Kitô hữu của cá nhân mỗi người. Chúng ta đang sống trong ánh sáng, hay là chúng ta đang chìm mình trong tối tăm chúng ta có thực sự để cho ánh sáng chân lý của đức kitô chiếu rọi tâm hồn chúng ta hay không hay là chúng ta đóng băng trái tim của mình để ánh sáng của chúa không thể nào chiếu lọt vào tâm hồn của chúng ta chúng ta có trở nên ánh sáng của chúa giữa đời tỏa ra ánh sáng xung quanh bởi những việc làm tốt đẹp của mình bởi một cuộc sống lương thiện của mình và bởi một cuộc sống hài hòa với anh chị em đó là những câu hỏi đặt ra để cho chúng ta xét mình, suy nghĩ, cầu nguyện và hồi tâm. Nếu chúng ta thiện chí đón nhận Đức Giêsu là ánh sáng trần gian vào cuộc đời mình, như Thánh Phaolô khẳng định, chúng ta sẽ trở nên con cái của sự sáng. Những anh chị em sự tòng hôm nay được mời gọi hãy vững bước đi theo Đức Giêsu, nguồn sáng của nhân gian đồng thời để rồi đến lượt mỗi người chúng ta cũng trở nên những đốm sáng trong đêm tối của cuộc đời. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa trên ý nghĩa của ngày lễ hiển linh hôm nay và dựa trên nội dung của các bài đọc sách thánh mà chúng ta vừa nghe, tôi xin được trình bày, được rút ra ba bài học cho đời sống của người Kitô Tô hữu chúng ta. Bài học thứ nhất là bài học đi tìm Chúa. Một trong những định nghĩa của đức tin Kitô giáo, đức tin là một cuộc đi tìm Chúa. Đức tin là những cố gắng miệt mài, không ngừng nghỉ để đi tìm Chúa, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Kể từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta lớn lên dần dần và mỗi tuần chúng ta đi tham dự thánh lễ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nỗ lực học lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa, thực hành lời Chúa và chúng ta đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ, tại gia đình, Chúng ta cầu nguyện với Chúa trong mọi bối cảnh, mọi môi trường. Như thế là chúng ta đang đi tìm Chúa. Cuộc sống của người Kitô Tô Hữu không là gì khác, là một cuộc đi tìm kiếm Chúa. Và cuộc tìm kiếm Chúa này liên tục trường kỳ suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu Chúa cho chúng ta sống trên thế gian này 90 năm, 100 năm, thì 90 năm, 100 năm ấy là quãng đường để chúng ta tìm kiếm Chúa. Để rồi khi Chúa gọi chúng ta về, chúng ta được gặp gỡ Chúa nhãn tiền trực tiếp mặt giáp mặt. Cuộc tìm kiếm Chúa của chúng ta là một cuộc tìm kiếm trường kỳ, đồng thời cũng có nhiều gian nan thử thách. Chính vì thế mà người Kitô Tô hữu phải cố gắng vượt lên những khó khăn. Chúng ta thấy trong thực tế, có nhiều anh chị em giáo dân của chúng ta tin vào chúa là người có đạo nhưng mà cũng có những lúc họ gặp khó khăn trong cuộc đời và cũng có những lúc họ nản lòng bởi vì họ cầu nguyện không được chúa nhận lời hoặc là trong cuộc sống họ gặp quá nhiều thương đau mất mát cho nên cũng có những người chán nản không đi lễ không đi nhà thờ chúng ta phải thông cảm với họ bởi vì họ gặp những khó khăn trong đời sống đức tin và không dễ dàng vượt qua được và chúng ta cầu nguyện cho họ được vững lòng tin. Nhưng mà cuộc tìm kiếm Chúa của chúng ta không giống như những người đi tìm kho báu của các câu chuyện cổ tích, cũng không giống như những người đang đi tìm những vinh quang giả tạo giống như cầu vồng bầy sắt, nhìn thấy mà không thể chạm tới được. Nếu chúng ta đi tìm kiếm Chúa thì trong cuộc đời này một phần nào đó chúng ta đã gặp người. Bởi vì Thiên Chúa vừa hiện diện mà Chúa cũng lại vắng mặt trong cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta nói cuộc sống ở thế gian 8, 90 năm, 100 năm là một cuộc đi tìm Chúa thì không phải đi tìm Chúa giống như những người đi tìm kho báu. Bởi vì người ta đi tìm kho báu trong vô vọng, trong ảo tưởng. Đi tìm kho báu với một hy vọng rất là mong manh có thể có, có thể không. Nhưng mà chúng ta đi tìm kiếm Chúa và đồng thời chúng ta cũng được gặp Chúa trong cuộc đời. Xin được nhắc lại bởi vì trong cuộc đời này Thiên Chúa vừa hiện diện mà Thiên Chúa cũng vừa vắng mặt. Cho nên nếu chúng ta không làm thế nào để chứng minh được Thiên Chúa hiện diện giống như chúng ta gặp gỡ nhau như thế này. Nhưng mà chúng ta người ta cũng không thể làm thế nào để chứng minh được là Thiên Chúa không hiện diện. Tôi xin nhắc lại, nếu như chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không thể chứng minh được Chúa hiện diện giống như chúng ta nhìn thấy nhau trong cuộc sống thế này. Nhưng mà những người ghét Chúa, những người chống đối Chúa và những người phản bác đức tin công giáo cũng không thể nào chứng minh được là Chúa không hiện diện. Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta vẫn liên tục đứng trước những vấn đề, những sự kiện, những câu hỏi không có câu trả lời vì thế mà đến một mức độ nào đó thì con người phải dừng lại, nghiêng mình cung kính quyền uy cao thẳm của Thiên Chúa, quyền uy tối cao của Thiên Chúa. Vì thế mà khi chúng ta đi tìm Chúa cuộc sống đức tin là một nỗ lực đi tìm Chúa thì chúng ta cũng được gặp Chúa một cách nào đó. Trong nhà thờ này đang hiện diện nơi đây kính thưa quý ông bà và anh chị em chắc hẳn rất nhiều người chúng ta hơn một lần đã cảm thấy sự dịu ngọt vì mình được gặp gỡ Chúa. Hơn một lần chúng ta đã cảm thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta gặp những gian nan khốn khó, khi chúng ta gặp những trắc trở, chúng ta đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Vì thế mà Thánh Augustino nói lạy Chúa con nỗ lực đi tìm Chúa và khi con nỗ lực tìm Chúa thì con được gặp Chúa. Và khi con gặp Chúa rồi thì con cảm được sự dịu ngọt ấy cho nên con lại tiếp tục tìm Chúa nữa. Cho nên khi gặp Chúa thì mình lại có thêm cái khao khát để gặp Chúa nữa. Vì thế chúng ta thấy có cái bài hát thánh ca mà thường xuyên chúng ta hay hát để nói về đời dâng hiến, nói về đức tin của người công giáo, nói về lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa nói về tình yêu của chúa thì vô biên vô tận mà tim con nhỏ bé nhưng mà vẫn còn vơi tim con thì rất là nhỏ bé mà chúa thì lớn lao vĩ đại vô cùng cả trái đất này không chứa nổi vinh quang chúa mà chúng ta rước chúa vào trong trái tim mà trái tim chúng ta nhỏ bé như thế mà chúng ta vẫn còn vơi bởi vì con người vẫn khao khát cái vơi ấy là sự khao khát của con người là sự mong mỏi của con người mỗi khi tìm chúa rồi lại muốn tìm nữa mà gặp Chúa rồi lại muốn tìm Chúa nữa. Vì thế mà bài học đầu tiên chúng ta rút ra trong thánh lễ hôm nay là cuộc tìm kiếm Chúa mà ba nhà đạo sĩ đã lên đường tìm kiếm Chúa. Có những lúc các ông giàn nàn vất vả không thấy ánh sao đâu cả. Khi ở quê nhà các ông nhìn thấy ngôi sao và qua ngôi sao đó các ông được biết là đấng cứu thế mới sinh. Nhưng mà khi lên đường thì có lúc các ông không nhìn thấy sao đâu cả mà nếu suy nghĩ theo kiểu con người bình thường thì chắc chắn họ sẽ quay về bởi vì họ không còn thấy một cái điểm báo để dẫn đường cho họ nữa, nhưng mà các vị ấy vẫn kiên trì và họ đã gặp gỡ Chúa. Bài học thứ hai mà chúng ta thấy qua thánh lễ và các bài đọc sách thánh hôm nay kính thưa cộng đoàn đó là Thiên Chúa là vua muôn dân. Thiên Chúa là vua của cả nhân loại. Chúa Giêsu là đấng cứu độ cả nhân loại. Bài sách thánh thứ nhất trích từ ngôn sứ Isaiah đã diễn tả Jerusalem bừng sáng và ánh sáng ấy thì chiếu tỏa khắp thế giới. Và nhờ ánh sáng ấy thì thế giới các nước đều tuôn đổ đến Jerusalem nườm nượp và mang theo những sản vật quý giá, mang theo vàng bạc, mang theo những kho báu, mang theo nguồn phú túc giàu sang. Và hình ảnh Jerusalem ấy muốn giới thiệu với chúng ta Jerusalem là nơi xuất phát ân cứu độ Và giáo hội là Jerusalem mới Giáo hội của chúng ta là ánh sáng muôn dân Giáo hội có sứ mạng dẫn đường cho con người Để họ đi qua tăm tối để mà đạt tới ánh sáng Vì thế mà thỉnh thoảng trong thánh lễ Chúa Nhật tôi dâng lễ ở đây Các các bà thấy tôi vẫn cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn gì Bà Nguyễn Thị gì mà không có tên thánh À có nhiều người đặt câu hỏi là Thế tại làm sao mà có người nhà mà lại không nhớ tên thánh để sướng lên Là Phêrô hay Maria Thưa ông Nguyễn Văn gì bà Phạm Thị gì mà chúng tôi cầu nguyện không phải là người công giáo Nhưng mà chúng ta tin rằng cầu nguyện Chúa là cha của cả gia đình nhân loại Khi cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn gì bà Nguyễn Thị gì không có tên thánh Thì không phải là Chúa không biết vì thế mà Chúa vẫn yêu thương những người mặc dù họ không thuộc về giáo hội Họ vẫn thuộc về gia đình của Thiên Chúa Họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương Bởi vì Chúa Giêsu là mặt trời công chính ông các bà thấy Có phải là chỉ những người nào tốt lành Thì mặt trời với sưởi ấm đâu Mà mặt trời thì sưởi ấm cho tất cả mọi người Đang băng giá cho những à, tất cả những ai Đang sống trên mặt đất này vì thế bài học thứ hai mà chúng ta rút ra qua những bài đọc lời Chúa hôm nay đó là Đức Giêsu Kitô là vua là đấng cứu độ cả nhân loại không phải chỉ là dân tộc Do Thái mà thôi. Vì thế mà ba vị vua hôm nay đã mang đến cho Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược là ba của lễ vừa là đánh dấu cái sản phẩm địa phương từ phương Đông đến. Đồng thời ba của lễ ấy cũng chứa đựng những ý nghĩa rất quan trọng trong quan niệm của người Do Thái, quan niệm của người Đông Phương vàng muốn tôn vinh Đức Giêsu là vua, nhũ hương muốn tôn xương Đức Giêsu là Thiên Chúa và mộc dược là muốn tuyên xưng Đức Giêsu đấng sẽ chịu chết để cứu chuộc con người. Khi xác con người chết thì người ta lấy mộc dược để người ta ướp xác là cái nghi thức tầm liệm của người Đông phương. Vì thế Chúa Giêsu là đấng cứu độ con người, là đấng cứu độ trần gian, Thiên Chúa yêu thương tất cả không phân biệt cũng như Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người công chính cũng như những người bất lương và Chúa làm mưa xuống trên những người tội lỗi cũng như những người thánh thiện. Và kinh thưa cộng đoàn một bài học thứ ba nữa rất đơn sơ nhưng mà chúng ta thường nhắc đi nhắc lại. Mỗi người tín hữu chúng ta nhân dịp mừng lễ hiền linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, đừng mời gọi sống như một ánh sao giữa cuộc đời một ánh sao giữa cuộc đời để soi sáng chỉ dẫn cho những người biết Chúa Giêsu. Chúng ta thấy các hang đá trình bày trong mùa Giáng sinh không bao giờ là thiếu một ngôi sao. Ngôi sao ấy bắt nguồn từ câu chuyện ba vua đến để thờ lạy Chúa à, ngôi sao ấy cũng là một lời mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy trở nên một ngôi sao dẫn đường để những người khác trong cùng công sở, trong cùng cơ quan, trong cùng gia đình trong cùng văn phòng, trong cùng lối xóm có thể nhờ chúng ta mà nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu độ con người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang nỗ lực đi tìm kiếm Chúa. Mỗi ngày chủ nhật chúng ta đến đây dâng thánh lễ là tìm kiếm Chúa, và mỗi khi cầu nguyện với Chúa, mỗi khi làm việc bác ái, mỗi khi chúng ta suy tư về lời Chúa đều là những nỗ lực đi tìm Chúa để gặp Ngài. Chúng ta cũng đã gặp Ngài một phần nào đó trong cuộc đời cảm thấy sự hiện diện sự hiện diện linh thiêng vô hình nhưng mà chắc chắn ngài đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta như thế ngày lễ hiền linh mời gọi chúng ta hãy nỗ lực tiếp tục đi tìm kiếm chúa như một kinh nghiệm mà ba nhà đạo sĩ đã truyền lại cho chúng ta bởi vì thiên chúa là cha yêu thương của tất cả gia đình nhân loại và mỗi người chúng ta đang nỗ lực cố gắng để làm cho những người xung quanh nhận biết người amen